ngừng hoạt động chợ Tam Bình TP Thủ Đức, khẩn cấp truy vết COVID-19. Đăng ký kênh để ủng hộ mình làm YouTube nhé. Xin cảm ơn. Do một số tiểu thương, người dân đi chợ có liên quan đến các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, lực lượng chức năng đã quyết định tạm ngừng hoạt động chợ Tam Bình, phường Tam Bình, TP Thủ Đức để tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19. Ngày 29 tháng 6, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Hữu Hảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chợ Tam Bình đã tạm ngừng hoạt động để tiến hành các biện pháp phòng chống COVID-19. Ông Hảo cho biết, việc tạm ngừng hoạt động chợ Tam Bình do một số tiểu thương có liên quan đến các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 cư ngụ trên địa bàn. Sau khi quyết định tạm ngừng hoạt động chợ, địa phương đã lên danh sách các tiểu thương kinh doanh tại đây để phối hợp với ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19. Chợ Tam Bình có khoảng 320 tiểu thương đăng ký kinh doanh, địa phương cùng ngành y tế đang tiến hành truy vết, khử khuẩn và thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19. Do khu vực chợ có nhiều khu dân cư có người dân cư ngụ, lực lượng chức năng đã căng dây khoanh vùng diện rộng để đảm bảo việc ngừng hoạt động thương mại theo đúng yêu cầu. Ghi nhận vào sáng 29 tháng 6, hàng trăm kiosk bán hàng tại khu vực chợ Tam Bình đã đóng cửa ngừng kinh doanh. Lực lượng chức năng đã căng dây khoanh vùng, chốt chặn ở các cửa ngõ ra vào chợ để tuyên truyền nhắc nhở người dân. Dù nằm trong khu vực khoanh vùng chợ Tam Bình nhưng người dân vẫn được sinh hoạt bình thường, chính quyền địa phương chỉ tạm ngừng hoạt động kinh doanh thương mại của chợ. Chợ Tam Bình được Ủy ban Nhân dân phường Tam Bình quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh buôn bán từ 21 giờ ngày 28 tháng 6 cho đến khi có thông báo mới. Ủy ban Nhân dân phường Tam Bình đề nghị ban quản lý chợ Tam Bình thông báo đến các tiểu thương của chợ được biết và thực hiện. Đề nghị ban điều hành 5 khu phố, các ban ngành, đoàn thể phường thông tin đến toàn thể nhân dân trên địa bàn phường được biết. Khu dân cư trên đường Gò Dưa phía sau chợ Tam Bình được phong tỏa cách ly để phòng chống COVID-19 do liên quan một số trường hợp mắc COVID-19. Ngừng hoạt động chợ Tam Bình TP Thủ Đức, khẩn cấp truy vết COVID-19. Đăng ký kênh để ủng hộ mình làm YouTube nhé. Xin cảm ơn. Do một số tiểu thương, người dân đi chợ có liên quan đến các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, lực lượng chức năng đã quyết định tạm ngừng hoạt động chợ Tam Bình, phường Tam Bình, TP Thủ Đức để tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19. Ngày 29 tháng 6, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Hữu Hảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, ngừng hoạt động chợ Tam Bình TP Thủ Đức, khẩn cấp truy vết COVID.